Lo chứ. Lo mấy ngày luôn. Lo láng hồi hộp. Vui cũng có nhưng mà lo nhiều. Chồng còn lo hơn mình nữa. Mình tên là Đặng Thị Ngọc Thúy. Mình lấy chồng cũng được 5 năm. Nhưng mà trong 5 năm thì hai vợ chồng mình đi rất là nhiều nơi. Nhưng mà con thì cũng chưa tới với mình. Nên là mình đến IVF của bệnh viện gia đình. Thì sau một quá trình mình lấy được 5 phôi. Mình chỉ một lần nhưng mà không được. Cũng có một chút buồn. Nhưng mà lần thứ hai thì mình được song thai một trai một gái. Nói chung là một niềm vui rất lớn đối với hai vợ chồng mình. Trong quá trình mang thai thì có một lần đau bụng nhưng mà lây thì có tiếng khám thì con nó bình thường. Lúc mới có thai thì hơi đau bụng thôi, không chờ tới giờ là mình vẫn bình thường. Đến ngày lúc gần sinh rồi thì mình cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn đến bác sĩ Tiến, bác sĩ Thí, bác sĩ Cường và tập thể của bệnh của IVF Mỹ Đức. Trong quá trình khám thai thì khi mà thai lớn thì có bác sĩ Loan ở khoa sản đã thăm hỏi theo dõi mình hết mình. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi sinh. Mình rất hồi hộp, mình vui nhưng cũng rất lo lắng. Đây,